Em xin chào tất cả cô chú anh chị trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay em đi quay một cái lô vườn nha cô chú anh chị. Cái lô vườn này thuộc về xã Nam Đa, huyện Cà Rồng Nô, tỉnh Đắk Nông nha. Tổng trên cái lô đất này thì hiện tại bây giờ là 5 hectare nha cô chú anh chị. 5 hectare. Nhưng ở trong bìa là được 2 hectare rưỡi nha, còn lại là trích lục nha cô chú anh chị. Đất trên thuộc về nó gần cách trung tâm trong cấp 1, cấp 2, cấp 3 của huyện Cà Rồng Nô, nó rơi vào khoảng cỡ là 7 cây nha cô chú anh chị. Hiện tại trên đất chủ đang trồng cà phê, tiêu. Và trên đất thì hiện tại bây giờ là có là điện ba phá nha cô chú anh chị. Trước khi vào quay cái lô đất này thì em sẽ báo giá cái lô đất này, thì em sẽ quay sơ lược cái lô đất này để cho cô chú anh chị biết và tham khảo nha, sau đó em sẽ báo giá nha. Hiện tại bây giờ là cô chú anh chị là cái miếng rầy ô tô bán tải là vào tới tới rầy nhá, ô tô gầm cáo á là vào tới rầy, còn ô tô 5 chỗ thì là nó chưa vào tới nơi rầy nhá. Bây giờ em sẽ vào em quay cho cô chú tất cả cô chú anh chị xem và tham khảo. Năm ngàn trụ tiêu, 3.000 trụ tiêu và 3.000 cà, 5.000 cây cà. Tổng trên cái diện tích này hiện tại bây giờ là có là 3.000 trụ tiêu nha cô chú anh chị, và 5.000 cà phê nhá, 3.000 trụ tiêu. Điện ba pha đầy đủ nha cô chú anh chị. Cà cực kỳ đẹp luôn. Có điện bạc phá của chuyện bên kia là có gì, cái dân cư ở bên kia rồi nhé. Tổng diện tích là 5 hect, 2 hect rưỡi là có số, còn lại là trích lục huế hết nha cô chú anh chị. Hiện tại với trên đất là có 5.000 cây ca, 3.000 trụ tiêu, có điện bạc phá đầy đủ nha, ô tô bao tải rầy. Cháy đây luôn.
Dạ, của lô đất hiện tại bây giờ là 1 tỷ 6 nha cô chú anh chị. Tổng là 5 hectare nha. Tổng diện tích là 5 hectare nha cô chú anh chị, 5 hectare. Trong số là 2 rưỡi. Trong số là 2 rưỡi. Còn lại là tích lục nha cô chú anh chị. Có là 3.000 trụ tiêu. 5.000 ca. 5.000 trụ tiêu và 5.000 ca nha. Có 2 rưỡi là có số còn lại là tích lục hết nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị mà đang theo dõi kênh YouTube của em, xin cho em một lượt like, một lượt đăng ký để ủng hộ kênh cho em nhé cô chú anh chị. Cũng như anh chị mà đang quan tâm tới cái lô vườn này thì liên hệ cho em theo số điện thoại 0333 955 033 nhé, để mình tìm hiểu về cái lô vườn này nha cô chú anh chị. Nó thì thuộc về xã Nam Đa, huyện Cà Rông Nô, tỉnh Đắk Nông nhé. Từ đây ra trung tâm huyện cô chú anh chị nó rơi vào khoảng cỡ 7 cây số nhá. Ra trung tâm huyện nó rơi vào khoảng cỡ 7 cây số. Ra trung tâm trường học rồi là bệnh viện nha cô chú anh chị. Rồi rơi vào khoảng cỡ là 4 cây nhá. Trung tâm trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3 và bệnh viện nhá, bệnh viện huyện nhá. Nó rơi vào khoảng cỡ là 3-4 cây số nha cô chú anh chị. Điện nước đầy đủ nha cô chú anh chị. Điện 3 pha. Nước khô đầy đủ. Hiện tại bây giờ chủ đang kéo bàn với giá là 1 tỷ 6 cô chú anh chị. 1 tỷ 6 có thương lượng nhé. Đang còn trong một ít sầu riêng đường đi xuống hồ nha cô chú anh chị. Đất nó triêng triêng nó thoải nha cô chú anh chị. Đất vừa triêng vừa thoải nha. Cái bờ ranh của mình ở tới đây cô chú anh chị này. Bờ ranh tới đây. Đường này xuống suối, xuống hồ, xuống suối chứ. Hồ. Trên còi cả giếng cả hồ. Điện 3 pha đầy đủ.
Dạ của chủ nhà hiện tại đưa ra 1,6 tỷ nha cô chú anh chị. Anh chị mà đang theo dõi kênh YouTube của em xin cho em một lượt like, một lượt đăng ký nha, để ủng hộ kênh cho em nha cô chú anh chị. Cái giếng này có chú anh chị, giếng chiêng khoán nhé, chiêng khoán này. Cô chú anh chị mà đang theo dõi kênh YouTube của em xin cho em một lượt like, một lượt đăng ký để ủng hộ kênh cho em nhé mọi người. Cũng như đang quan tâm tới cái lô vườn thì liên hệ cho em theo số điện thoại 0333 955033 nhé, để mình tìm hiểu và tham khảo cái lô vườn đó nhé. Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn tất cả cô chú anh chị trong thời gian vừa qua đã là luôn luôn là theo dõi và ủng hộ kênh của em. Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn tất cả cô chú anh chị trên mọi miền Tổ quốc ạ.